Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh review của mình. Thì hôm nay trong cái kênh review này mình sẽ chia sẻ lại những dòng sản phẩm túi xách đeo chéo. Bên mình có đa dạng nhiều cái loại mẫu túi xách lắm, từ Adidas, Puma, Echo, Kappa. Nhưng mà hai trong thương hiệu mà mình thích về cái túi đeo chéo nhất đó là thương hiệu đến từ Adidas và thương hiệu Kappa. Về giá thành thì Adidas cao hơn nhưng mà chất lượng sản phẩm thì lại không tốt bằng Kappa. Kappa thì nói dù sao đi chăng nữa thương hiệu nó đến cũng đến từ là Ý, và giá thành của nó thì nó cũng mềm mại hơn, dễ thở hơn. Và đặc biệt nữa là về cái cấu trúc vải của thương hiệu Kappa nó lại bền hơn của Adidas. Cái nhược điểm của Adidas là nhẹ và dễ bị xù lông, còn Kappa thì không có tình trạng đó. Adidas là nó giống như là cái thương hiệu của nó mạnh, giới trẻ nó sử dụng giống như là nó ăn theo trào lưu từ những cái đôi giày từ GG hoặc là từ những đôi NAD. Tuy nhiên túi xách của Adidas vẫn không đẹp. Vẫn không đẹp so với những cái túi xách đến từ thương hiệu của Kappa. Và trong kênh review hôm nay thì cái túi xách đầu tiên đeo chéo mà mình muốn chia sẻ đó là một trong những cái túi rất là quen thuộc, đó là dòng túi đeo chéo bao tử. Thì túi đeo chéo bao tử như vậy thì chúng ta đâu quá quen thuộc với những cái chợ đầu mối hoặc là khi chúng ta đi du lịch á, thì ở đây người ta có thể là để được visa, để được tiền, để được điện thoại di động, có thể là để được cục sạc dự phòng hoặc là củ sạc. Nói chung là để được rất là nhiều thứ. Thì mở cái phần bề ngoài ra là chúng ta thấy có nguyên một cái ngăn trại dài luôn, và nó có một cái lớp này là lớp chống nước. Thì cái phần bề ngoài này là chúng ta có thể để những cái thứ linh tinh lặt vặt, ví dụ như là những cái giấy tờ, những cái thẻ, hoặc là những cái thẻ, đây là thẻ đi xe, hoặc là những cái thẻ vé vào cổng, hoặc là những cái giấy tờ gì đó, hoặc là một ít tiền lẻ. Nhưng mà vào phần bên trong thì nó rất là rộng. Cái khoang bên trong nè, nó rộng cực kỳ luôn. Này mình để rất là nhiều giấy cho nó ấy nè. Cái phần khoang bên trong này rất là rộng, và đặc biệt là nó có một cái lớp này là lớp chống nước. Thì ví dụ như chúng ta có thể đi tham gia những cái buổi picnic ở ngoài trời mưa, trời tuyết thì không có ảnh hưởng gì hết, nói chung là không ảnh hưởng gì hết. Và đặc biệt là nó chống va đập rất là tốt. Nhưng chúng ta nhìn nè, đây, nó có một cái lớp này là cái lớp lưới này là thấm hút mồ hôi, và phía trong nó có một cái lớp xốp, và trong nữa có một cái lớp vải. Thì ví dụ như chúng ta có lỡ làm rớt cái túi này thì nó cũng có một cái tính chất chống va đập rất là tốt, nhằm đã bảo vệ sản phẩm ở trong. Ví dụ như ở trong chúng ta có thể là dầu thơm, chúng ta có thể là điện thoại di động, thì nó tránh cái tình trạng là rơi vỡ một cách êm ái nhất. Đó là một cái hay. Thì cái độ tăng đưa của cái sợi dây này, thì nó có hai bên. Ví dụ như là tùy theo mình có thể dễ dàng là mình gịch theo cái tăng đưa. Cái tăng đưa này mình có thể di dời cái phần nào mà phần eo của mình á, hoặc là chỗ cái phần nào mình thấy nó cộm cấn nhất mình có thể di dời. Thì ở đây nó có hai cái phần tăng đưa rất là dễ di dời, và cái phần mình thích nhất cái đó là cái phần khóa kéo của nó. Phần khóa kéo của nó làm theo giống như cái cấu trúc hình hộp, nó làm cho nhẹ hơn nhưng mà nó lại cứng hơn các bạn, nó nhẹ hơn, cứng hơn. Và cái mũ của nó là mình thấy là nó cực kỳ đàn hồi, cực kỳ dẻo luôn, chứ nó không có phải là giống như những cái loại mà mũ giòn rất là dễ gãy. Thì giá thành của cái ba lô này thì rất là dễ thở luôn các bạn, là 999.000. Thì hiện nay là trong Hoàng Phúc International đang có chương trình là sale 50% cho tới ngày 19 tây tháng 9 là bắt đầu hết. Thì trên kênh YouTube của mình là sẽ sale tiếp 50% hoặc mua 1 tặng 1 đối với dòng sản phẩm này cho tới ngày 20 tây tháng 9 2023 nha. Thì cái này á là một trong những cái túi quá quen thuộc rồi, những cái người mà lắm như là người ta làm thợ xây dựng, người ta rất là thích. Cái này có thể là người ta để được những cái thước dây, rồi nó đa dạng lắm. Ví dụ như mình có thể là mình quải như vậy, rồi mình có thể đeo chéo như vậy, đeo chéo truyền thống như vậy. Cái này là đeo chéo, thì các bạn tùy theo cái form size các bạn thích là đưa lên đưa xuống, hoặc là mình có thể là mình để theo cái vùng eo, mình để theo cái vùng eo của mình ha. Thì vẫn sale 50%, sale 50%. Thì số điện thoại của mình là 0907463131. Mình chỉ sử dụng duy nhất một và chỉ một số điện thoại này thôi nha các bạn. Một số điện thoại duy nhất thôi, 0907463131. Thì màu sắc thì bên mình mẫu này, bên mình có tất cả là 4 màu, gồm có màu đen, màu xanh dương, màu xanh đen và màu đỏ. Rất là dễ phối đồ. Và cái dòng sản phẩm này nè các bạn, mình phải nói là mình rất thích, đó là về dây kéo của nó. Dây kéo này đây là một cái dây kéo dù, ví dụ như dơ cái mình có thể giặt được, và nó ít cái bị sờn rách theo thời gian. Cái thứ hai nữa, nó siêu tĩnh điện.
Trước khi mua cái này về là mình sẽ lấy đèn cày, mình sẽ kéo qua sơ cho các bạn, để cho cái sợi dây kéo của các bạn nó bền hơn ha. Thì hình thức bảo hành là bên mình vẫn bảo hành là 24 tháng cho sản phẩm nha. Trong 24 tháng thì ví dụ như các bạn mà sử dụng mà lỡ nó bị tai nạn, nó bị có bung rách gì á, thì bên mình sẽ có thợ hỗ trợ may vá nó hoàn toàn miễn phí trong vòng 24 tháng. Và mình sử dụng duy nhất một số điện thoại là 0907463111. Hình thức mua hàng là ví dụ như cái ba lô này là 999.000, giảm 50%, còn lại là 449.000. Cộng với 30.000 tiền ship, các bạn thanh toán đủ tiền mình sẽ gửi hàng tận nơi theo yêu cầu. Ví dụ như các bạn muốn tặng biếu cho ai á thì các bạn nói mình sẽ gửi đúng theo cái địa chỉ mà các bạn yêu cầu. Màu thì bên mình cũng đã công bố rồi ha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian xem kênh review của mình. Và bây giờ là nhớ subscribe để theo dõi những video sau, mình sẽ chia sẻ rất nhiều dòng sản phẩm lên ha.